Chào tất cả các bác, cảm ơn các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên Thảo Dược .net. Buổi chiều ngày hôm nay thì con sẽ chia sẻ về công dụng và những tác hại của một cái cây thuốc nam gặp rất nhiều ở đâu cũng có, miền núi, thành thị, nông thôn, rồi miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều có loại cây này. Đấy, trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp thường xuyên loại cây này. Nó vừa có công dụng tốt nhưng đồng thời nó cũng lại có những tác hại khôn lường mà nếu chúng ta sử dụng, lạm dụng hoặc chúng ta vô tình sử dụng nó thì sẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta. Không phải để các bác chờ lâu nữa thì hôm nay Quân sẽ chia sẻ cho bác về một loại cây, đó chính là cây các bác có biết cây này gì không ạ? Đây chính là cây rau răm, một trong những gia vị quen thuộc trong cuộc sống chúng ta. Ở nơi Quân sinh sống, người ta thường dùng cái lá này ăn với trứng vịt lộn đấy, và cả gừng nữa. Rồi người ta sẽ cho vào cái món dồi, dồi lợn đấy ạ. Đấy, rồi nhiều những món khác, ví dụ như là nấu canh miến, người ta thường cho về rau răm này vào. Trước hết là chúng ta sẽ nói về công dụng của nó. Công dụng của cây rau răm này thì một là chữa cảm cúm, hai là chữa đầy bụng, đấy, thứ ba nữa là chữa rắn cắn. Đấy, cảm cúm đầy bụng thì theo kinh nghiệm dân gian, còn riêng rắn cắn thì cũng đã chia sẻ cho bác ở một số video trước rồi. Dùng cái rau răm này kết hợp với củ sả, kết hợp với lá của cây mùng muồng hay gọi là thảo quyết minh đấy, giã nát, gặn lấy nước cốt cho bệnh nhân uống, còn bã đắp lên vết thương. Rau răm này thì là một trong cái thuốc chữa rắn cắn rất tuyệt vời, nó công dụng giảm đau và giảm cái độc tính của rắn đi rất nhiều. Trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì chúng ta nên quan tâm đến cái rau răm này, và con khuyên các bác là mỗi gia đình nên trồng một khóm rau răm để phòng những trường hợp bị rắn độc cắn hoặc con rết cắn. Chúng ta rít cái lá này vào nó cũng giảm đau rất tốt, và nó cũng là một gia vị tuyệt vời trong cuộc sống chúng ta. Nhưng chính cái gia vị đó lại có thể gây hại cho sức khỏe của một số người. Sau đây con sẽ liệt kê cho bác một số người không nên sử dụng rau răm, dù chỉ là một gọn nhỏ như này cũng không nên sử dụng. Thứ nhất đó là phụ nữ đang mang thai. Phụ nữ đang mang thai thì như các bác biết, cơ thể biến chuyển về sức khỏe hàng ngày. Ngoài cái việc bổ sung dinh dưỡng cho mẹ ra thì bào thai cũng cần được phải chăm sóc chu đáo. Một trong những cái cây rất là kỵ với thai nhi đó chính là cái này đây. Đấy, nó có tính nóng và nó có tính vừa nóng lại vừa lạnh. Đấy, vừa nóng lại vừa lạnh là như thế nào? Cái lá này rất là hăng, rất là cay, cay, và cái cay đó này làm cho cái da của chúng ta, đây, khi xà vào da nó rất dễ gây bỏng rát. Đấy, cái bỏng đó chính là nóng, và khi vào đến trong cơ thể của phụ nữ đang mang thai thì cái này nó cũng gây ra là kích thích tử cung, gây bỏng rát, nóng rát và sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai. Đấy, nó lạnh là vì sao? Nó lạnh bởi vì cái ngoài cái tính vật lý về cái độ nóng rát ra thì cây này sẽ làm cho người mang thai, phụ nữ mang thai đấy sẽ thường mắc những chứng bệnh đó là về đường tiêu hóa. Đấy, về đường tiêu hóa, không ăn không quen thì sẽ gây hiện tượng tiêu chảy, đấy, và đó là tính lạnh, và đó cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Nên là phụ nữ đang mang thai sử dụng cái rau răm này vào rất dễ là gây kích thích, và những ai mà bị nhạy cảm ấy thì có thể gây hỏng thai. Đấy,
là những ai mà phụ nữ đang mang thai nên kiêng cây này, kể cả ăn trứng vịt lộn, ăn một vài ngọn này cũng nên kiêng. Cái trường hợp thứ hai nữa, không nên sử dụng rau răm, đó là trường hợp phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Đấy, bởi vì sử dụng rau răm này trong thời kỳ kinh nguyệt mà ở cái thường xuyên, nhiều, liên tục thì có thể gây ra tình trạng đó là song kinh. Đấy, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cũng không nên sử dụng nhiều nhé. Trong trường hợp này thì có thể sử dụng được nhưng mà không nên sử dụng nhiều. Trường hợp thứ ba nữa, chúng ta cũng không nên sử dụng cây rau răm này, đó là nam giới bị hiếm muộn. Đấy, thì trong cái bài thuốc chữa hiếm muộn của Quân, Quân đã tư vấn cho nhiều cặp vợ chồng, thì trong bài thuốc này tuyệt đối là không được sử dụng rau răm, tức là chỉ cần một nhánh nhỏ này thôi cũng không được sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì cây này thì nó sẽ gây ra tình trạng giảm ham muốn, giảm dục vọng, và nó làm cho chất lượng tinh trùng giảm xuống rất là nhiều. Đấy, cái người nam giới bị hiếm muộn thì người ta bản chất của người ta chỉ còn được khoảng 1% đến khoảng 20% cái chất lượng tinh binh thôi. Bây giờ chúng ta sử dụng vào nữa thì khả năng cương cứng là một. Thứ hai nữa là cái chất lượng tinh trùng nó sẽ giảm xuống và làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Nên là khi sử dụng thuốc hiếm muộn, đặc biệt ở miền Nam, Quân cũng khuyến cáo là tuyệt đối kiêng rau răm. Ngoài cái rượu bia ra, thuốc lá ra, thì rau răm này là một cái kẻ thù số 1 cho nam giới mà bị chứng hiếm muộn là một. Thứ hai nữa là chứng bệnh giảm ham muốn và yếu sinh lý, đây là kẻ thù đối với nam giới nhé. Đấy, nên những bác nào mà đang bị tình trạng này thì chúng ta nên kiêng sử dụng cái này nhé, rất là không tốt. Đấy, tóm lại là có 3 trường hợp cần phải kiêng và tốt nhất không sử dụng rau răm: một đó là phụ nữ đang mang thai, hai đó là phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, thứ ba nữa là nam giới bị hiếm muộn và nam giới bị yếu hoàn ta. Đấy là những trường hợp kiêng. Còn ngoài ra, chúng ta những người khỏe mạnh bình thường thì cũng không nên lạm dụng sử dụng cây này một cách thái quá. Đấy, nó có nhiều tác dụng tốt nhưng nó cũng ẩn chứa rất nhiều những nguy cơ không tốt cho sức khỏe, mà khoa học hiện nay người ta có thể người ta chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao, nhưng chỉ biết rằng ăn nhiều nó vào nó cũng không tốt cho thận và khoản ta chúng ta, nên chúng ta cũng không nên lạm dụng nhé. Công dụng tuyệt vời của cây rau răm này thì Quân chỉ nhấn mạnh với bác, đó là chữa rắn độc cắn. Nên mỗi gia đình chúng ta cần phải nên trồng một khóm cây này. Đấy, cái cành này chỉ cần cắm xuống nó sẽ ra cây mới rất là dễ. Trồng chỗ râm mát để chúng ta vừa làm gia vị, ăn một ít thôi rất là tốt, nhưng nó còn là một cây thuốc tuyệt vời trị rắn độc cắn. Nội dung video của Quân đến đây là hết. Bác nào biết thêm công dụng cũng như là tác hại của loại cây này thì hãy để lại bình luận xuống phía dưới giúp Quân quá nhé. Các bác xem video nếu thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Quân để tiếp tục ra những video tiếp theo phục vụ các bác. Còn bây giờ, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.